mộng ra, vội quên đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi, mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, cuộc đời ơi, lặn lội sâu để được gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Rồi. Hay quá. Bây giờ bài hát rất là hay và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Bùi Quốc Việt. Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát cũng, lớn lên cho bạn cũng nghe rất kìa. Là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ. Rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á, mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á, là em cứ cầm đàn lên, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Dạ. Nhớ bài này nha. Dạ. Nếu mà bạn đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối. Chào cưng. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Dạ. Mình giới thiệu về bản thân đi nào. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và tất cả các quý vị khán giả trên trường quay. Em tên là Trần Thị Oanh, em sinh năm 1988, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Em đang làm việc tại Hồ Chí Minh, trong công ty Thế Giới Kim Cương, chuyên về trang sức và kim cương. Mời bạn trai. Em xin được chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, các bạn trong trường quay và đặc biệt là người phụ nữ đang ngồi bên kia. Mình xin giới thiệu, mình là Phạm Anh Quốc, đến từ Quảng Nam và hiện đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty của mình thì nằm ở Bình Dương nhưng mà công trình thì mình đang làm ở quận 9. Mình làm bên nhân viên kỹ thuật điện. Em có những cái ưu điểm khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì em rất thích ca hát, tính cách nhiệt tình, năng nổ, chân thật. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm là em giao tiếp rất là yếu, ít nói. Ít nói em hả? Chỉ làm thôi. Bây giờ bạn mình giới thiệu về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Dạ, điểm mạnh của em á là em có gương mặt rất là trẻ so với cái lứa tuổi của em. Thì thường á mọi người nhìn vào á là tưởng em là tầm khoảng chừng sinh năm 2000 hoặc là năm 95 thôi. Dạ. Ngoài ra thì em còn biết nấu ăn, làm việc nhà, nói chung là những cái công việc nữ công gia chánh thì em cũng khá khá. Dạ. Còn về điểm yếu của em á thì em cũng có một xíu nóng tính ở trong đó. Nhưng mà nếu mà bạn trai bên kia đó thấy em mà đang nóng tính á, mà bạn chiều em hay là dỗ ngọt em gì đó thì em rất là thích. Em nguội liền luôn. Dạ đúng rồi, em sẽ nguội liền. Rồi bạn nam ơi, bạn có chiều được không? Dạ em cũng đang lắng nghe bạn nữ bên kia nói và em nghĩ là em sẽ có cách. Em làm cách nào vậy em trai? Dạ, có thể là mình sẽ chịu đựng đi. Đầu tiên là mình chịu đựng cái tính nóng đó trước. Để cho nó qua cơn nóng rồi thì ok, khi lúc nào bình tĩnh thì mình hãy nói về vấn đề đó. Sao em không sử dụng cái sở đoản của em là em hát hay vô? Trời ơi, lúc ta nóng mà hát thì mình đập bể cái đàn luôn á. Đập vỡ cái đàn. Vậy em có muốn hát bây giờ cho bạn gái hết hồn không? Dạ, nếu được thì có cơ hội thì em cũng xin được hát một ca khúc. Rồi cho cơ hội liền. Bắt đầu. Tôi yêu em và em yêu tôi, trong bao la có khoảng trời riêng. Tôi dãi nắng dầm mưa và em thay thế mà thương. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là
bình thường thôi. Xa quê hương rồi em ra đi, mang trên vai áo gấm ngựa xe. Em tắm trắng màu da, ngồi quen đi mái lá lều tranh. Điều đó vẫn quanh đây có nghĩa là bình thường thôi. Bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Mà nghe sao không bình thường. Vì cuộc đời đời đâu ai giống như ai. Cuộc đời ơi, cuộc đời ơi. Lặn lội sâu để được gì? Vì sao, vì sao, vì sao? Có lẽ vì điều đó bình thường thôi. Được rồi. Hay quá. Bây giờ hát rất là hay đó. Và em hát rất là cảm xúc luôn. Cảm ơn em về những giai điệu vừa rồi của nhạc sĩ Bùi Quốc Việt. Dạ, thì nói chung là giọng bạn hát cũng, lớn lên cho bạn cũng hát rất kìa. Là hay. Với dạ lại là trong cái bài hát em cảm giác giống như là bạn cũng truyền được cái tình cảm của mình vô lời bài hát. Rồi với cái cách đánh đàn của bạn thì cũng em thấy là khá là điêu luyện. Dạ rồi. Vậy là mỗi lần mà cô gái mà nóng lên á, mỗi lần mà bạn gái em hay là vợ tương lai em nóng lên á, là em cứ cầm đàn lên, bình thường thôi, bình thường thôi, bình thường thôi. Dạ. Nhớ bài này nha. Dạ. Nếu mà bạn đờn hay mà hát hay như vậy thì chắc có lẽ là nhiều bồ lắm hả cưng? Dạ không, em trước giờ chỉ có hai mối tình. Em nói luôn đi. Dạ, mối tình thứ nhất thì cũng cách đây 10 năm, còn mối tình thứ hai thì cách đây cũng 4 năm. Nhưng lý do tại sao chia tay hai mối tình đó? Có thể là lúc đó em đang còn trẻ người non dạ. Cái tính cách mình nó cũng có lúc bồng bột, có những suy nghĩ nó chưa tới để mà suy nghĩ thấu đáo cho người phụ nữ của mình. Đó. Thì em nghĩ đó là lý do chính nhất. Em nhận ra điều đó rất là tốt. Để chi? Để mối tình tiếp đây mình không có gọi là trở lại những cái điều mà gọi khiếm khuyết đó nữa. Rồi, mời nhà gái. Mình dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ, em tổng cộng có 3 mối tình ạ. Nói chung là cả 3 mối tình thì không có cái duyên với nhau. Cho nên là tới thời điểm này thì em chia tay. Mình phải biết lý do tại sao mà mình lại không có duyên dạ. Để chia tay như vậy. Em ví dụ giống như là một cái câu chuyện nhỏ nhỏ thôi. Một bạn năm đầu tiên, tính của bạn đó cũng cẩn thận, cũng kỹ tính. Nhưng mà cũng khá là gia trưởng. Cái một hôm là rủ em về nhà chơi, xong rồi bạn ăn dưa hấu mà nuốt hộp vào trong. Rồi cái xong rồi tới chừng mà đi chơi với em á, là đi chơi Thảo Cầm Viên, thì em thấy bạn lại nhả dưa hấu ra. Cái cho nên là em cảm giác em không có thích lắm. Thì cho nên là đó, cái đó là cũng là một nguyên nhân thôi. Có nghĩa là lúc ăn ở nhà ăn cả hộp? Dạ đúng rồi. Và lúc đi với em thì nhả hộp? Dạ. Nó cũng là một cái chi tiết mà không phải là ai cũng để ý nha. Dạ. Như vậy là bạn nam có cảm thấy là bạn nữ là hơi bị kỹ đó nghe, tức là để ý những cái rất là nhỏ. Vâng, vì em vâng, trai vâng, em phải qua. Cho bên đàn gái biết rằng á là sao vâng, phải qua vâng dặn. Sao dặn gì? Ăn dưa hấu không làm ơn nuốt hộp luôn đi nghe. Đi chơi với người ta nhai nuốt luôn đi, đừng có phun ra nơi công cộng nghe chưa. Ai mà phun kỳ lạ vậy? Dạ, bạn thấy sao? Bạn thấy sao? Em có lắng nghe câu chuyện của bạn nữ và em nghĩ cái tính em nó cũng có như vậy. Cái tính em nó cũng có như vậy. Ồ, chỉ là có cái để ý những việc như vậy và chứ em luôn tránh những việc như đó như, như vậy trong tưởng em có tính ăn dưa hấu phun hộp. Không, nói chung thì mình cái gì mình phải tế nhị. Em nói cho bà mối biết là em muốn tìm một nửa yêu thương của mình một cái mẫu hình lý tưởng thế nào. Dạ chị. Chị Vân xinh đẹp đang đứng kế bên em. Người phụ nữ của em thì em không có gì nhiều đâu, cần thấu hiểu vì cuộc sống mà, phải cần sự chia sẻ nhiều. Ừ, vì sao? Rạn nứt mâu thuẫn gia đình từ những cái mâu thuẫn nhỏ. Từ cái nhỏ đó, dạ, đúng không? Nó sẽ phát sinh. Em quan niệm em tình cảm phải rõ ràng. Rồi bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của em là như thế nào? Bạn gái của em thì có nét đẹp của mẹ nhưng mà tính cách của ba. Trời ơi khó. Đây em đâu mẹ em sao? Khó trên... dữ à. Có đâu hình mẹ ra. Luôn. Dạ có hình mẹ. Đây chị coi coi. Mẹ là mặc áo màu đỏ, đỏ đó phải dạ, không? Dạ giống áo màu chị. Chị thấy là mẹ của bạn này, chị với mẹ của bạn này giống nhau nè.
ông coi coi phải không? Tôi với chị giống nhau á. Trời ơi sao giống dữ vậy? Giờ cái áo không, áo đỏ luôn vậy đó. Áo đỏ không là tôi thấy giống rồi đó. Tại tôi chưa đeo kiếm thôi. Để anh coi qua. Chào em gái. Dạ, em chào anh Huyền Linh. À, xinh ha. Nói chung là mẹ của bạn Phúc Hậu. Dạ. Nhưng mà thật sự á, những cái người đi tìm mà để giống mẹ mình, giống ba mình nó khó lắm. Bởi vì mình, ba mẹ mình là một trong những cái điều cũng khó so sánh với ai cả. Dạ. Mà đi tìm cái mẫu hình đó rất là khó luôn. Nó xuống mức mức đi. Dạ. Nha, theo anh nghĩ như thế. Dạ. Rồi nó giống được cái gì giống thôi. Dạ. Còn em muốn tìm một mẫu hình lý tưởng như thế nào? À, dạ, mẫu hình lý tưởng của em mong muốn á, là bạn trai là không có gia trưởng, không lăng nhăng, biết yêu thương gia đình của mình. Cái hình mẫu lý tưởng của em về mặt ngoại hình á, nhân dáng á. Dạ, em hướng tới là cao hơn em là tầm khoảng chừng 1m68 trở lên. Rồi. Tướng người, dáng người thì ưa nhìn, không có mập quá mà cũng không có gầy quá. Ưa nhìn mà không biết sao ưa nhìn. Ưa nhìn với người khác nhưng đôi khi mình không ưa nhìn thì sao? Thôi để chút nhìn nhau còn có ưa hay không. À, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với sếp của em và các anh chị đồng nghiệp trong công ty. Rồi. Mời đại diện đàn gái. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quỳnh Linh, chào gia đình nhà trai và anh chị trong trường quay. Thì em làm việc với lại Oanh cũng nhiều năm rồi. Thì nhận xét Oanh trước ha. Oanh là một cô bé rất là dễ thương, tính tình hiền, thẳng thắn. Còn thế anh trai sao? Về bạn trai bên đây thì ngoại hình thì để Oanh cảm nhận ha, em không nói trước. Còn về tính tình thì em thấy bạn bên đây là dân kỹ thuật. Thì thường thường dân kỹ thuật thì em thấy là rất là thẳng thắn nè. Rồi không có lăng nhăng. Nhìn là thấy là không lăng nhăng rồi đó. Rồi người có trách nhiệm với gia đình. Thì em thấy anh cũng đưa ra một số cái yêu cầu về gia đình thì em nghĩ là bạn trai bên đây có thể đáp ứng được. Hai bạn thì cũng đã đăng ký chương trình rất là lâu rồi, cũng độc thân cũng khá lâu rồi. Cho nên là hôm nay mình có cơ hội được gặp nhau ở trên này cũng không phải là dễ. Cho nên là hai bạn nên cho nhau một cơ hội, mình tìm hiểu xem như thế nào. Dạ, em xin hết. Cảm ơn bên nhà gái. Anh trai đi với ai? Dạ, em hôm nay em đi với ba của em. À, có ba ha. Dạ. Chào, con chào bác. Xin chào hai MC Quỳnh Linh và Hồng Vân. Và xin chào tất cả mọi người trong trường quay. Tôi là ba của ông Quốc. Nói chung về cháu gái á, thì mới lúc đầu tôi nhìn ra thì nói chung là còn nhỏ nhắn, xinh xắn cũng được. Nói chung là đạt làm dâu đối với nhà tôi. Đến hay không thì do hai đứa nó thôi, chứ mình cũng không có ép buộc được. Là xin hãy. Rồi, cảm ơn nhà trai. Bây giờ chúng ta đã được hai bên góp ý rồi. Bây giờ mở rào rồi hai bên tự trò chuyện coi xem như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi Quốc. Chào anh. À, dạ, chào anh. Hôm nay em cũng không có gì nhiều, có nó hoa thì phải có rồi. Dạ. Mày là cuốn sách tấm lòng của anh. Dạ. Trong thì anh rất thích đọc sách. Dạ. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Cảm ơn em. Dạ. Anh đợi em xíu nha. Người ta thường nói là mình phải kính lão đắc thọ. Hôm nay đó là hai ta có mặt tại chương trình này là cũng nhờ có ông Tơ bà Nguyệt. Thì em có một món quà nhỏ gửi cho ông Tơ với bà Nguyệt trước. Anh cầm giúp em nha. Dạ. Dạ, em gửi cho ông Tơ ạ. Cảm ơn em. Dạ. Trời ơi, có đồ ăn ngon rồi. Trời ơi, đây quà cáp giờ có cơm nguội cho ngon. Dạ. Rồi, cảm ơn cưng. Tặng chị ạ. Dạ. Ngoài ra là em cũng có một món quà nhỏ dành tặng anh. Trong đây thì cũng có một cái album để cho nếu mà hai ta mà đến được với nhau á, em hy vọng sẽ tương lai là chúng ta sẽ có một số tấm hình á để chụp kỷ niệm và lưu vào cái cuốn album này. Thì cái cuốn album này nó mỏng, nó không được dày. Thì em hy vọng là sau khi mà hết cuốn album này á, thì chúng ta sẽ chuyển qua một cái album mới á, đó là album cưới. Anh hiểu dạ. Anh cảm ơn. Dạ, em gửi anh. Ý nghĩa quá. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Không biết là em cảm nhận về anh như thế nào? Thì nói chung là em thấy anh là người cũng có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Thì nói chung là anh cũng khá. Anh cảm nhận về em như thế nào ạ? Anh cảm giác thật sự là khi gặp em thì anh cảm nhận được rất là nhiều điều từ em. Nó giống như là cái hình tượng, hình mẫu của anh nè. Anh nghĩ đến. Rồi thì không vậy từ trời. Cái cách và cái cách mà em trao cái cuốn album, cuốn quà đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà anh thấu đáo được ở em rất nhiều điều. Em là một người phụ nữ anh cảm nhận sâu sắc rất là. Dạ, anh cho em hỏi thăm là anh có vũ phu không? Không, người với người mà dùng bạo lực là bất lực rồi. Anh có hay đi công tác không ạ?
Anh thì anh chỉ xin làm trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Nói chung từ khi vào công ty giờ anh không có đi xin đi xa. Dạ. À. Thường á là cuối tuần á là bên anh là có thời gian hay không? Thường á bên em á là em nghỉ được 2 ngày cuối tuần. À. Và những buổi tối khi mà đi làm về thì sau 6 giờ chiều thì em cũng có thời gian. À. Thì không biết trong cái khoảng thời gian á anh sắp xếp khoảng thời gian nào mà data có khả năng là công việc dạ. của anh thì để có thể có một cuộc hẹn rõ ràng với em thì anh sẽ sắp xếp được. Dạ. Nói chung là anh cũng khá là giỏi, nhất là trong cái khoảng mà đàn hát rồi đó. Thì em chỉ đang phân vân cái việc mà anh đàn hát khá giỏi như vậy á, thì không biết ở ngoài á là, mặc dù anh nói là anh có 2 mối tình thôi, nhưng mà em sợ nhiều lúc là có nhiều mối tình khác nữa. Em biết, đặc biệt là anh là okay, đi công trình này kia nữa thì cũng có khả năng cũng có chứ là không. Thứ nhất anh sẽ nói cho em nghe, nếu như anh đàn giỏi thật sự, cái vấn đề đó là do ở mỗi người, cái đó là chỉ là cái nghệ thuật. Trong tình yêu và trong gia đình phải có niềm tin nha. Phải có niềm tin. Đừng có để những cái thứ khác nó đánh lừa mình. Đừng có để nó đánh lừa cái niềm tin của em về tình yêu đối với anh. Những cái đàn hát đó là những cái thú vui của anh thôi. Không phải ai đàn hay hát hay cũng nhiều bồ đâu. Tùy theo cái cách của mỗi người thôi. Không lo điều đó, quan trọng ta tin nhau. Bạn trai nói đúng đó. Anh cho em hỏi thăm về cái... Em cứ mắc cứ hỏi, cứ hỏi. Nếu mà trong khoảng thời gian tới á, anh sẽ định hướng như thế nào trong khi mà mình quen nhau khoảng bao lâu á là mình tiến tới với nhau được? Nói chung đã xác định bấm nút hôm nay rồi thì có thể là cái vế sau đó nó sẽ ngắn thôi. Mình làm luôn. Dịch anh nói luôn. Thẳng anh nói là nói thẳng. Chúng đã đến đây rồi là không có cái gì để mà phải do dự nữa. Đó. Đúng. Bây giờ đàn trai người ta nói rõ ràng, người ta lật bài ngửa luôn rồi đó. Bây giờ chỉ còn quyết định là ở em thôi. Rồi. Dạ. Rồi. Đúng. Tiến hành bấm em rồi. Thích thì em cứ bấm nút. Bên tay trái. Đây, bên đây. Trời ơi, hư nút tam rồi. Kệ nó, mới đâu tới đó. Rồi, bấm luôn. Hỏi cửa. Trời ơi, ông bấm thêm cái nữa bể luôn rồi. Được rồi. Hay gì đó. Biết là bấm luôn, bấm banh cái nút luôn. Lần đầu tiên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò bị sự cố về bấm nút. Người bấm đã làm bể luôn cái nút rồi. Sao? Thấy chưa? Chưa đếm gì bạn trai đã bấm rồi. Bấm mà quyết liệt lắm. Vô luôn. Anh thấy em rung anh mới chủ động đưa tay ra cho em. Dạ vậy thì em cho anh nắm. Ok, không được không? Được đúng không? Tùy. Rồi, bấm nút vì trái tim. Hãy đến nhau bằng trái tim và sự chân thành. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Cảm ơn chương trình.